Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 7 tháng 11 năm 2022. Hôm nay Vlog Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mới nhất, nóng nhất cũng như là những cái câu hỏi của các bạn liên quan đến những cái kế hoạch rất lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và như ngày hôm qua thì Minh Hải đã hứa với các bạn là trưa ngày hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn những câu chuyện liên quan đến người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo và đâu sẽ là những yếu tố quyết định để huấn luyện viên Mark Winmoth trở thành ứng cử viên số 1 cho vị trí thay thế thầy Park chứ không phải là ông Philippe Jouzier. Hôm nay Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn tất cả. Và đương nhiên rồi, còn rất nhiều những cái thông tin nữa mà Minh Hải muốn nói với các bạn ngay bây giờ. Đầu tiên là cái vị trí người thay thế cho anh Lê Hoài Anh ở vị trí gọi là tổng thư ký. Thì theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chính xác là theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì hiện nay chúng ta đã có tân tổng thư ký mới. Ngày hôm qua, ngay sau khi đắc cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì ông Trần Quốc Tuấn đã đề xuất là anh Dương Nghiệp Khôi sẽ trở thành tân tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và cuối cùng thì cũng đã được ban chấp hành đồng ý. Như vậy là anh Dương Nghiệp Khôi sẽ trở thành tân tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, vị trí cao nhất mà anh đã từng đảm trách. Trước đây anh đã từng làm trưởng ban tổ chức giải, phó tổng thư ký, và mới đây sau một khoảng thời gian rất là dài anh đi với rất nhiều những vị trí khác nhau, trưởng đoàn của các đội tuyển trẻ, chủ tịch của các đội bóng, sau đó lại trở thành giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, thì anh đã trở về để làm trợ lý của quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn. Sau ngày hôm qua đại hội xong rồi, anh Trần Quốc Tuấn trở thành tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì anh Trần Quốc Tuấn đã giới thiệu anh Dương Nghiệp Khôi trở thành tân tổng thư ký. Và anh Lê Hoài Anh là người đứng ở bên cạnh anh Trần Quốc Tuấn thì sẽ về đảm nhận cái vai trò làm trợ lý của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hay nói một cách chính xác ra là bộ khung thì không thay đổi, chỉ là chuyển vế đổi dấu thôi. Tức là anh Dương Nghiệp Khôi thì đang là trợ lý của chủ tịch thì bây giờ về làm tổng thư ký. Còn anh tổng thư ký Lê Hoài Anh thì bây giờ về làm cố vấn của, hay nói chính xác hơn là thư ký của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn. Cái này thì chắc là cũng không có quá nhiều những cái mới. Anh Dương Nghiệp Khôi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần rồi. Anh Khôi là một người đã từng kinh qua rất nhiều những cái vị trí, những cái cương vị. Có thể nói là anh Dương Nghiệp Khôi là một người hiểu bóng đá Việt Nam của chúng ta đến tận chân tơ kẽ tóc. Anh vừa có cái cụ thể mà anh vừa có một cái quản lý chung. Tức là làm tổng thư ký là một người phải làm tất cả, làm cả những cái vấn đề liên quan đến những việc cụ thể, và phải quy hoạch cả sự phát triển nữa. Phải có một người có một cái tầm nhìn rộng nhưng mà vẫn phải rất sâu sắc với những việc cụ thể. Thì anh Dương Nghiệp Khôi đều đã làm rất là tốt. Anh Dương Nghiệp Khôi có lẽ là sinh ra trong một gia đình chúng ta gọi là danh gia vọng tộc, những người mà phải nói có trí tuệ rất là, mình phải nói luôn là đây là những người rất là thông minh. Anh Dương Nghiệp Khôi chính là em ruột của chú Dương Nghiệp Chí. Chú Nghiệp Chí thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Thể thao Việt Nam của chúng ta không thể phát triển đến như ngày hôm nay nếu không có công của chú Dương Nghiệp Chí. Và anh Dương Nghiệp Khôi thì là một người mà như mình đã nói ngay từ đầu, đã từng làm rất là nhiều những cái cương vị mà đều là những cái vị trí rất là khó. Cái giai đoạn mà anh Dương Nghiệp Khôi làm trưởng ban tổ chức giải thì lúc đấy phải nói là V-League nó vô cùng ngổn ngang. Các bạn cũng biết là thời đó thì những cái vấn đề hậu trường là vấn đề nhức nhối. Anh Dương Nghiệp Khôi đã trụ vững và cũng đã rất nhiều lần phải gạt nước mắt. Có một hôm mình nhớ là nó vào năm hình như 2006 hay là 7 gì đó, ở trên căn phòng của anh Dương Nghiệp Khôi, thậm chí là anh đã rơi nước mắt khi nói về cái sự nghiệp của mình, khi nói về cái áp lực mà mình phải trải qua. Mình thì nói thật luôn là tính đến thời điểm này chúng ta cũng khó mà có thể kiếm được một người nào đấy hơn anh Dương Nghiệp Khôi ở cái vị trí này. Anh Lê Hoài Anh thì sau hai khóa chúng ta thấy là cũng đã rất là vất vả rồi. Phải nói là đây là một người chịu áp lực rất là lớn, áp lực từ chính những người làm việc cùng cho đến những người mà cần phải đối nội đối ngoại. Thì bây giờ anh Lê Hoài Anh đã về làm trợ lý cho anh Trần Quốc Tuấn, thì mình nghĩ là mọi thứ nó cũng vẫn như vậy thôi, chỉ là thay đổi chút xíu, và hy vọng là từ sự thay đổi này nó có thể mang lại cho chúng ta thêm những cái luồng gió mới. Sáng ngày hôm nay mình có đọc được một cái tin, một cái comment của một bạn vào cái livestream ngày hôm qua khi nói về Quang Hải. Mọi người cho rằng là mình đã nói phép khi mà đưa ra một cái kế hoạch đấy là lên đường để sang với Quang Hải. Thì xin thưa với các bạn là đến bây giờ thì rất là khó,
Mình không biết người khác như thế nào, nhưng đối với mình bây giờ thì cái việc để mà làm, để mà có một cái chuyến sang bên đó, thực ra là để sang Pháp thì nó không khó, nhưng để mà phỏng vấn được những người và đặc biệt là ở đây được tham gia sâu vào cái cuộc sống cũng như là tập luyện của Quang Hải thì cái này là rất là khó. Và mình thì các bạn biết rồi, mình luôn luôn rất là tham, đã không làm thì thôi mà đã làm là nó phải hoành tráng. Và mình cũng chia sẻ là ngày hôm qua mình tức là từ tuần trước mình đã nói chuyện với anh Đắc Văn về chuyện là khởi động lại, mình muốn POFC sẽ cung cấp cho mình một cái thẻ, và cái thẻ đấy sẽ là cái thẻ mình đi cùng với đội và mình được quyền tác nghiệp trong những trận đấu của POFC. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là mình muốn là phỏng vấn bố mẹ của Quang Hải cũng như là Quang Hải. Thì hôm qua mình có nhận được cái câu trả lời của Quang Hải. Quang Hải nói là cũng rất là khó vì là bây giờ bạn ấy cũng đang khá là bận bịu và có nhiều những cái thông tin nó mang tính bí mật của cầu thủ cho nên là mình không thể chia sẻ được. Nhưng mà Quang Hải cũng nói là em sẽ cố gắng thu xếp để anh em mình có một buổi nói chuyện. Thực ra là từ trước khi Quang Hải đi châu Âu thì Quang Hải đã đồng ý để cho mình sang bên đó rồi, nhưng mà POFC họ cũng muốn giữ cho Quang Hải, họ cũng muốn để cho Quang Hải gọi là bình an để tập luyện chứ không phải là câu chuyện liên quan đến tạo ra quá nhiều những cái sự quan tâm ở ngoài sân cỏ để rồi bạn ấy lại gặp nhiều những cái áp lực. Quang Hải đêm ngày hôm qua có gửi tin nhắn cho mình, hai anh em có chat với nhau được một đoạn thì Quang Hải cũng rất là ok, rất là ủng hộ đấy. Và cái này thì cũng chia sẻ với mọi người luôn là đã không phỏng vấn thì thôi, đã phỏng vấn phải ra tấm ra món, và đấy là cái phong cách của mình chứ chúng ta không làm những cái chương trình cho nó có. Thứ hai nữa là về Huỳnh Như thì như mình cũng đã tâm sự với các bạn thì ngày hôm qua Huỳnh Như cũng lại trả lời cho mình là thời điểm này thì em thấy nó chưa phù hợp. Đấy, cảm ơn anh Hải rồi ekip rồi tất cả mọi thứ, khi nào mà cảm thấy mọi thứ ok hơn thì bạn ấy sẽ chia sẻ. Bạn ấy cũng chỉ thông báo với báo chí Việt Nam là bạn ấy đang rất là hạnh phúc và thực sự là khi ghi được hai bàn thắng truyền một đường truyền quan trọng, một đường kiến tạo rất là quan trọng để có một cái kết quả một kết quả tích cực. Bản thân Huỳnh Như cũng cảm thấy rất là tự hào khi bạn ấy giành được cái danh hiệu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Và mình đã nói với các bạn rồi là nếu như mà chỉ để phỏng vấn là em rất là vui rồi, đây cũng là một cái bước tiến em rất là cố gắng rồi, em mong muốn là tặng cho nó tặng cái món quà này cho những người mà đã ủng hộ em, thì thực ra là những câu đấy thì ai cũng nói được. Mình thì mong muốn sâu hơn, mình muốn chia sẻ của các bạn đến nó sâu hơn. Thế là các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Các bạn thấy những cái chương trình như là phỏng vấn anh Đắc Văn về cái chuyện Quang Hải sang POFC, các bạn thấy nó cũng khác. Rồi các bạn thấy những cái chương trình như là mình về thăm nhà Dụng Quang Nho hay là đến nhà Nhâm Mạnh Dũng. Đấy, chúng ta chờ đợi một chút xíu thì chúng ta sẽ có thêm một cái chương trình nó hay hơn rất là nhiều. Mình cũng rất là kỳ vọng vào những cái cuộc nói chuyện này. Thực ra là không phải là các bạn đâu, mà chính mình mới là người tiếc nuối khi mà mình không thực hiện được những cái chuyến đi như vậy, không thực hiện được những cái bài phỏng vấn hoặc là đưa đến các bạn những cái hình ảnh mà mình muốn là những hình ảnh đấy nó thay mặt chúng ta kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện. Đấy, cho nên là các bạn tiếc một thì mình tiếc 10. Một thông tin nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là huấn luyện viên Petrovic. Ông Petrovic thì cũng đã nghỉ hưu. Ngày hôm qua thì Cao Hoàng Đức là giám đốc điều hành của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng đã chia sẻ hình ảnh, và ngày hôm qua thì đồng loạt rất nhiều các học trò Lê Văn Thắng, Hoàng Đình Tùng, Đàm Tiến Dũng, rất nhiều anh em của Thanh Hóa đã gửi lời tri ân đến ông Petrovic. Ông Petrovic chia tay Đông Á Thanh Hóa trước thời hạn bởi vì sức khỏe của ông không đảm bảo, và năm nay ông đã 75 tuổi rồi và ông xứng đáng được nghỉ ngơi. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng đã làm mọi chế độ ở cái mức độ cao nhất dành cho ông Petrovic. Mình cho rằng là sự chia tay này tốt cho cả hai. Thứ nhất là ông Petrovic không còn phù hợp với bóng đá đỉnh cao nữa. Thứ hai nữa là bản thân ông cũng lớn tuổi rồi nên dành cho ông một cái cơ hội để ông nghỉ ngơi. Bây giờ sau một khoảng thời gian rất dài đến mấy chục năm cống hiến cho bóng đá Việt Nam thì đến bây giờ ông đã được quyền sống cho bản thân mình và chăm sóc sức khỏe để nhìn bóng đá ở những cái đội bóng mà ông yêu mến phát triển. Tới đây thì cũng xin được chia sẻ là Thanh Hóa cũng rất là muốn có được những huấn luyện viên mới, và những huấn luyện viên này phải giỏi, và cũng nhấn mạnh luôn là nếu anh Chu Đình Nghiêm về được thì tốt nhất. Đấy là theo mong ước của người Thanh Hóa. Còn đương nhiên là hiện nay thì
anh Chu Đình Nghiêm đang là huấn luyện viên của Hải Phòng đang bay rất là cao. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái nội dung thứ ba là nội dung liên quan đến kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam. Trước đây thì chúng ta biết là để chuẩn bị cho AFF Cup, giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đứng ở trên cương vị là vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì trước đây chúng ta đã quyết định là sẽ đi UAE để tập huấn. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì muốn đi UAE, thứ nhất là gì, chúng ta sẽ được toàn tâm toàn ý tập luyện mà không có sự quấy rầy của giới truyền thông. Thứ hai nữa, cái này là rất quan trọng, là chúng ta có những cái trận đấu giao hữu nó chất lượng hơn. Nhưng bây giờ vì lý do thời gian nó không còn nhiều, cho nên là huấn luyện viên Park Hang-seo bắt buộc phải thay đổi. Và chúng ta sẽ tập huấn ở Bà Rịa Vũng Tàu ở Việt Nam. Và có thể nếu như điều kiện cho phép thì chúng ta sẽ đến để tập huấn ở đó một thời gian và sẽ đón câu lạc bộ, một vài câu lạc bộ, bởi vì lúc đấy là gần như các câu lạc bộ đã nghỉ hết rồi, cho nên là sẽ rất là khó để có những câu lạc bộ. Nhiều người nói là hay là để các ngôi sao của V-League thi đấu. Xin thưa các bạn luôn là khó, bởi vì là ngay sau khi kết thúc mùa giải thì các ngoại binh có thể là sẽ ở lại nghỉ ngơi khoảng tầm một tuần, và họ nghỉ ngơi một tuần nhưng mà chẳng qua là họ đợi để ký hợp đồng mới thôi, sau đó là họ sẽ về nước. Cho nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ chuẩn bị một phương án là chúng ta sẽ thi đấu với một đội bóng mà không nằm trong cái bảng đấu của chúng ta, và đội được lựa chọn khả năng rất cao đó là Philippines. Thì đây chính là cái kế hoạch mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã phê chuẩn, và mình tin rằng là nó cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái kế hoạch chuẩn bị của chúng ta. Hơi tiếc một chút là chúng ta lại không có được những cái chuyến tập huấn nó chất lượng hơn. Tất nhiên là nếu mà tập huấn ở Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng chẳng có vấn đề gì. Đấy, sân tập rất là đẹp, mọi thứ rất là ổn, nhưng mà không hiểu là vào thời điểm này thời tiết ở trong đó như nào, mùa mưa ra làm sao thì thôi, chúng ta vẫn phải chờ. Đó là chia sẻ của mình liên quan đến những cái thông tin thời sự mà mình muốn nói với các bạn. Đầu tiên là Quang Hải và Huỳnh Như, tại sao đến bây giờ mình vẫn chưa làm, là bởi vì là các bạn đấy chưa được trả lời một cách nó thỏa mãn được cái sự mong muốn của chúng ta. Thứ hai nữa là câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên Petrovic nghỉ. Thứ ba là câu chuyện anh Dương Nghiệp Khôi làm tổng thư ký. Đấy, và thứ tư là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang có sự thay đổi về địa điểm cũng như là đối thủ để chúng ta tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup, giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đứng ở vị trí thuyền trưởng. Có một thông tin nữa cũng rất quan trọng, đấy là để chúng ta có thể thu hút được các cầu thủ Việt Kiều về thi đấu cho đội tuyển quốc gia, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã đưa ra một quyết định mà mình cho rằng đây là quyết định cực kỳ quan trọng. Đó là mỗi một đội bóng sẽ có thêm một suất là cầu thủ Việt Kiều, tức là chỉ cần chứng minh được là có nguồn gốc ở Việt Nam, như vậy là các cầu thủ này sẽ được thi đấu mà không mất đi suất ngoại binh. Đấy, không chỉ là bóng đá nam, bóng đá nữ đâu, mà cả futsal nữa. Cho nên là đây là yếu tố quan trọng để chúng ta tối ưu được, chúng ta kêu gọi được những cầu thủ Việt Kiều về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam gặp khó khăn trong việc là thuyết phục các cầu thủ Việt Kiều về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, thì họ chơi một cái phương án thứ hai, đó là gì, là sẽ cho phép các câu lạc bộ, và khi cho phép các câu lạc bộ thì chính các câu lạc bộ sẽ là những người đi tìm những cái nguồn cầu thủ tốt đó. Cho nên là những người như là Philip Nguyễn có cơ hội về thi đấu ở V-League, và chúng ta cũng biết là Philip Nguyễn đã từng có cái bản hợp đồng chúng ta gọi là sơ bộ, những cái cam kết để về Topland Bình Định. Rồi Jackson Quang Vinh, Payden, Giao Huy Phong đều là những người mà hoàn toàn có cơ hội để được mời về thi đấu cho các câu lạc bộ của Việt Nam. Và sau đó thì chúng ta có thể lựa chọn những người hay nhất để mang đến cho đội tuyển Việt Nam, từ đội tuyển nam, đội tuyển nữ cho đến đội tuyển futsal của chúng ta. Bây giờ Minh Hải sẽ chuyển sang một nội dung mà ngày hôm qua các bạn yêu cầu rất là nhiều. Đó là ai sẽ là ứng cử viên số 1 để thay thế cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong số tất cả các ứng cử viên hiện nay đã gửi hồ sơ về Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đấy, và nếu ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình. Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Thời gian gần đây thì mọi người cũng hỏi mình rất là nhiều là tại sao em vẫn thấy nó đứng ở vị trí 1 triệu. Bởi vì bây giờ sau khi nó lên 1 triệu người đăng ký rồi thì cái đơn vị mà nó nhảy sẽ nhảy đơn vị 100.000. Tức là khi nào chúng ta được 1,1 triệu
thì các bạn mới nhìn thấy. Còn bây giờ thì mình chỉ nhìn thấy nó là 1,00003.000 người đăng ký, tức là từ lúc chúng ta đạt được nút vàng đến bây giờ là nó mới chỉ tăng được thêm có hơn 3.000 nữa thôi. Đó. À, bạn Alex Phạm vào đây, chú ơi, chú chỉnh lại tiêu đề rìa là sao? Sao lại chỉnh lại tiêu đề là sao? Mình không hiểu, mình đang nói chuẩn mà. Bây giờ hiện nay thì chúng ta biết là đang có rất là nhiều những cái hồ sơ gửi về cho liên đoàn. Nhưng ngày hôm qua thì chúng ta cũng biết là với tư cách là tân chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì anh Trần Quốc Tuấn cũng đưa ra rất là nhiều những cái quan điểm. Mình xin được đọc lại những cái quan điểm của anh Trần Quốc Tuấn. Một là có thể nói là lựa chọn của huấn luyện viên trưởng là một vấn đề rất là hệ trọng. Nếu chúng ta lựa chọn đúng huấn luyện viên phù hợp thì sẽ phát huy được sức mạnh tối đa. Với sự cống hiến của thầy Park, bóng đá Việt Nam có nhiều sự phát triển và thay đổi. Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn thiện bộ máy, các thành viên phụ trách chuyên môn và quan hệ quốc tế sẽ bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm lựa chọn huấn luyện viên hướng đến SEA Games 32 vòng loại của Asian Cup và World Cup. Thì ở đây chúng ta nói, ở đây là có một cái thông tin rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là câu chuyện liên quan đến cái việc là hoàn thiện bộ máy. Ngay sau khi đại hội xong thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải hoàn thiện bộ máy. Tức là bây giờ không phải là anh Lê Hoài Anh nữa, mà bây giờ phải là anh Dương Nghiệp Khôi sẽ là người mà chỉ đạo cái công tác gọi là tìm kiếm cũng như là hoàn thiện hồ sơ. Anh Lê Hoài Anh sẽ cần một khoảng thời gian để chuyển giao cái công việc, bàn giao công việc cho anh Dương Nghiệp Khôi. Và sau khi anh Dương Nghiệp Khôi bắt đầu nhận được công việc rồi thì lúc đấy ban tổng thư ký mới sẽ bắt đầu cái công cuộc của mình. Ban tổng thư ký sẽ làm việc với các ban chức năng, ví dụ như là quan hệ quốc tế. Quan hệ quốc tế sẽ đi làm việc với các huấn luyện viên, hỏi ý kiến các huấn luyện viên. Đấy. Và cái danh sách được liên đoàn họ chuyển sang hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Cho nên là sẽ phải mất vài ngày. Như mình nói với các bạn là sớm nhất thì nó phải đến ngày mùng 10 thì chúng ta mới xử lý được. Và bây giờ thì ban tổng thư ký nói thế thôi, gọi là bàn giao, nhưng mà thực ra là mọi thứ nó không có nhiều đâu. Anh Lê Hoài Anh, tất cả những cái gì ký tá, tất cả những cái gì liên quan đến tiến độ, anh sẽ bàn giao lại cho anh Dương Hiệp Khôi. Còn anh Dương Hiệp Khôi sẽ làm mọi việc còn lại, ví dụ như là xây dựng lại cái danh sách các ứng cử viên, sau đó là chuyển sang cho Hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Hội đồng huấn luyện viên quốc gia sẽ họp và sẽ xếp theo thứ tự là 1, 2, 3, 4 cho đến hết. Tức là người đứng số 1 sẽ được là đàm phán đầu tiên. Và hiện nay có thêm một cái thông tin nữa rất là quan trọng. Thì xin được chia sẻ với mọi người luôn là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra một cái nền tảng rất quan trọng và chúng ta cũng đã có những thành công lịch sử. Nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam bây giờ ấy, họ chỉ không chỉ muốn có một giải pháp an toàn là kiếm một người có thể thay thế được huấn luyện viên Park Hang-seo, mà họ cần có một cái mang tính đột biến. Ngày hôm qua thì tân chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã nói là chúng ta có hai hướng, một là đi theo cái hướng an toàn, chọn huấn luyện viên làm sao cho an toàn, và thứ hai là chọn huấn luyện viên mang tính đột phá. Thực ra đây là cách nói ngầm ám chỉ là nếu như chúng ta sử dụng ông Philippe Chuzier thì có thể là ông Philippe Chuzier sẽ là một người có yếu tố an toàn cao hơn, chỉ số an toàn cao hơn. Nhưng ông Philippe Chuzier lại là một người theo cái trường phái là nếu gặp đội mạnh thì sẵn sàng chơi phòng ngự. Tức là ông không có một triết lý bóng đá tấn công nó thật sự rõ ràng. Và rất nhiều người đã từng làm trợ lý cho ông Philippe Chuzier thì cũng nói là ông cũng có sức mạnh liên quan đến phòng ngự chứ không phải là trong tấn công nhiều. Đấy, đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là hiện thân cho cái giá trị mang tính đột phá, mang tính cách mạng bây giờ là Mark Wilmots. Vì Mark Wilmots làm việc đỉnh cao trong thời gian rất là gần đây thôi chứ chưa phải là quá xa. Trong khi ông Philippe Chuzier thì từ cách đây đã là năm 2005 rồi. Tức là cách đây đã là 17 năm rồi. Nếu mà sang 2023 thì nó đã bước sang năm thứ 18. Tức là cái khoảng thời gian mà ông ấy gần nhất làm đỉnh cao thì nó đã quá xa với thời điểm bây giờ. Cho nên là ông Mark Wilmot một lần nữa lại có lợi thế. Cái vấn đề thứ ba cực kỳ quan trọng đấy là vấn đề tiền lương. Tiền lương của ông Philippe Chuzier hiện nay thì chưa có ai đưa ra. Nhưng mà theo như thông tin mình có được là nó là một khoản tiền rất lớn. Nó không chỉ là 2 triệu hay là 3 triệu đô nữa mà có thể là cao hơn. Đấy, vì là huấn luyện viên trưởng, đối với các huấn luyện viên châu Âu thì họ đòi rất là cao. Nhưng ông Mark Wilmots hiện nay thì chỉ có yêu cầu là mức lương là 800.000 đô thôi. Tất nhiên là trong khi đàm phán thì chúng ta phải tính toán.
Bao giờ cũng thế các bạn ạ, khi người ta gửi một cái hồ sơ để đăng ký thì bao giờ họ cũng để những cái điều khoản rất là dễ chịu. Và sau khi chúng ta đàm phán, chúng ta yêu cầu về mục tiêu, ví dụ như là các bạn muốn đó là một suất đi dự World Cup năm 2026 thì chắc chắn là lương phải rất là cao. Đấy, và các bạn biết là sau khi họ gặp nhau, họ đàm phán thì lúc đấy các điều khoản mới thực sự được đưa ra. Chứ còn những cái khoản tiền mà họ ghi ở trong cái CV, trong cái hồ sơ ấy thì nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Nhưng mình nghĩ là huấn luyện viên Philippe Chu có thể không nhận đến mức lương cao đến mức 4 triệu như những cái gì người ta đang nói, có thể là thấp hơn, thậm chí là chỉ 2 triệu thôi. Nhưng vấn đề là ông Mark Wilmots có thể là ông đăng ký là mức lương là 800.000 đô một năm, nhưng khi vào đàm phán thì có thể nó sẽ cao hơn. Nhưng điều mà tạo ra cho ông Mark Wilmots những cái lợi thế so với ông Philippe Chu thì mình nghĩ là có 3 cái. Một là liên quan đến cái thời gian ông làm đỉnh cao thì là số 1 rồi, ông đã cầm đội tuyển Bỉ thì không phải bàn. Thứ hai nữa rất là quan trọng là thời gian ông làm đỉnh cao thì rất gần, và thứ ba là khoản tiền lương. Và đương nhiên Liên đoàn nói Việt Nam sẽ phải gặp ông ấy, sẽ phải đàm phán với ông đấy, phải phỏng vấn ông ấy để xem ông ấy sẽ phát triển bóng đá Việt Nam theo tiêu chí như thế nào, và chúng ta sẽ phải phản ánh trong hợp đồng những cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Bây giờ theo những gì mình biết thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam không lo lắm về chuyện tiền bạc. Và một điều nữa mình muốn nhấn mạnh với các bạn là trong tứ trụ của Liên đoàn bây giờ thì có 3 người là cực giỏi về công tác kinh doanh và có mối quan hệ rất là sâu rộng với giới doanh nhân. Chúng ta thấy đấy, rồi ban chấp hành của chúng ta cũng có rất nhiều những ông bầu phải nói rất là nổi tiếng giàu có, ví dụ như là anh Trương Sĩ Bá của Tân Long là chủ tịch của Sông Lam Nghệ An, hay là như anh Cao Tiến Đoan hiện nay đang là chủ tịch của công ty bất động sản Đông Á, và anh Cao Tiến Đoan cũng là chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Cho nên là mình nghĩ là đây cũng có thể là kết nối được rất là nhiều. Anh Trần Anh Tú thì là một một doanh nhân có tiếng, chúng ta không phải bàn nữa rồi. Cho nên vấn đề liên quan đến tiền bạc lại là vấn đề chúng ta không lo lắm, và chúng ta có thể chúng ta sẽ tính toán là lựa chọn được con người nào đấy phù hợp. Và như liên đoàn vừa mới đưa ra, đó là một huấn luyện viên phải có tư tưởng cách mạng. Đấy. Thế là ngày hôm qua thì mình có nhận được một cái thông tin khá là hay, đó là khả năng rất là cao, đó là ông Mark Wilmots, nếu như từ bây giờ cho đến khi mà chúng ta chốt cái danh sách thì nếu không có những nhân vật mới nữa thì khả năng rất là cao anh Mark Wilmots có thể sẽ trở thành ứng viên số 1. Đương nhiên là khi là ứng viên số 1 rồi thì liên đoàn vẫn phải đàm phán để xem tình hình thực hư nó như nào, cụ thể nó ra làm sao, thì cái đấy là cái mà chúng ta phải chờ đợi thôi. Bạn Khánh Quốc có nói hiện nay ai nắm quyền làm huấn luyện viên trưởng vậy? Vẫn là ông Park thôi. Ông Park thì vẫn làm cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023. Sau đó là chúng ta mới thay. Và liên đoàn thì cũng rất là tinh tế. Ngày hôm qua mình cũng nghe lỏm được một cái câu chuyện là khả năng cao là sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo kết thúc thì lúc đấy chúng ta mới công bố danh tính của huấn luyện viên trưởng. Cái đấy cũng là một sự chúng ta tạm gọi là một sự trân trọng, tri ân cũng như là sự tế nhị của những người làm liên đoàn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mình xin được chia sẻ với các bạn thêm những cái thông tin nữa về những câu chuyện mà các bạn quan tâm. Còn tất nhiên là liên đoàn thì còn rất là nhiều việc. Đấy. Bản thân các bạn cũng đang hỏi về hội đồng trọng tài, ngày xưa gọi là hội đồng trọng tài mình cứ quen mồm, bây giờ gọi là ban trọng tài. Thì xin thưa các bạn là mình chưa có thông tin mới gì ban trọng tài cả. Nhưng mà theo như phán đoán của mình thì khả năng anh Dương Văn Hiền vẫn là trưởng ban thôi. Bạn Dương Lê nói là nói chung là phải châu Âu. Đợt này thì chúng ta thấy toàn gần như là toàn các huấn luyện viên châu Âu. Văn Quyết chấn thương liệu kịp đá AFF Cup không anh? Cái này thì không ai biết được, nhưng mà chắc chắn là bạn ấy sẽ không thể kịp cho V-League năm nay. AFF Cup năm nay thì đá từ giữa tháng 12 cho đến tháng 1 cơ. Cho nên là chúng ta nói gì nói chúng ta vẫn còn đến hơn một tháng. Mình hy vọng là Quyết và Công Phượng vẫn ok. Bạn Ngô Vũ cũng nói là theo tôi thì chọn Mark Wilmots và thầy Lee là hợp lý, vừa đột phá vừa an toàn. Trước đây mình cũng nói như vậy, trong chương trình gần đây mình cũng nói như vậy,
Nhưng mà có nhiều bạn lại nói là mình tiền hậu bất nhất, muốn thay thầy Park, bây giờ lại muốn giữ lại thầy Lee. Mình cho rằng là thay thầy Park và giữ lại thầy Lee chả có cái gì là tiền hậu bất nhất, và cũng không có cái gì nó là cái chuyện mâu thuẫn ở đây cả. Nó rất là đơn giản thôi. Vấn đề là liệu chúng ta có đủ trình để giữ lại thầy Lee hay không, và liệu Mark Winmouth có cần thầy Lee hay không, thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải chờ. Có nhiều thứ bây giờ không thể nào mà chúng ta có thông tin được ngay đâu. Bây giờ ngay cả liên đoàn họ còn chưa có thông tin nữa là chúng ta. Cảm ơn mọi người. Hoàng có hỏi là áo anh Hải mặc đẹp quá, giá bao nhiêu vậy anh Hải ơi, trả lời em với. Hoàng chờ nhá, ở phần sau của chương trình anh sẽ trả lời em. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá, ở phần sau của chương trình mình sẽ trả lời các bạn. Còn bây giờ thì mình vẫn sẽ chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm tốt mà luôn luôn mình khuyên các bạn nên dùng, đó là Cao Ba Long. Sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam giới bị yếu sinh lý, qua thời kỳ đỉnh cao rồi hoặc đang bị giảm chức năng đàn ông, có thể do tuổi tác, có thể do công việc, do áp lực, do bất cứ lý do gì, đừng ngại, cứ dùng đi. Cũng giống như Minh Hải thôi, sụt xịt nghĩa là chúng ta phải uống thuốc cả ngày. Đấy, nó cũng chả khác gì cả. Rồi con người ai cũng bị giảm chức năng thôi, các bộ phận của chúng ta rồi nó cũng phải về hưu hết mà. Nhưng quan trọng là nếu mà chúng ta biết chăm sóc nó thì chúng ta sẽ kéo dài được thời kỳ đỉnh cao của nó. Đấy, và cái này nó còn tốt cho cả cơ xương khớp cơ. Chúng ta sử dụng bây giờ nó sẽ kéo dài tuổi thanh xuân, nó làm cho chúng ta mạnh hơn về chức năng đàn ông. Cái thứ hai nữa là gì? Để khi về già ấy, chúng ta đỡ bị vấn đề liên quan đến đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp. Và nếu như ai mà bây giờ đang bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, đặc biệt là người lớn tuổi, nên dùng cái này luôn. Đặc biệt là những người mà có vấn đề liên quan đến xương khớp, ví dụ như là gãy chân, gãy tay, gãy xương, thì Cao Ba Long nó hỗ trợ làm liền cực kỳ nhanh. Các cháu nhỏ bị còi xương, suy dinh dưỡng chậm lớn, ôi dồi ôi, nó là số 1 luôn. Và cái này nó còn rất là tốt cho các chị em nữa. Điều hòa lại nội tiết tố, đều đặn và chuẩn xác như một chiếc đồng hồ, bật một chế độ như thời còn con gái. Các chị em mà mới sinh con thì rất nên dùng cái này. Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Ở dongashop.vn còn rất nhiều những sản phẩm tốt nữa, các bạn nên tìm hiểu để sử dụng làm sao cho cái sức khỏe của chúng ta tốt nhất, chăm sóc cho người thân của chúng ta chu đáo nhất. Ngoài ra thì các chuyên gia ở đầu dây bên kia tại số điện thoại 024-7777-8877 vẫn đang chờ các bạn để tư vấn miễn phí cho các bạn luôn. Các bạn thấy tuyệt vời không? Quá là hay luôn. Còn đây là đông trùng hạ thảo, nó giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ, bởi vì nó tăng cường dưỡng chất, giúp cơ thể của chúng ta khỏe hơn. Thứ hai nữa là nó mang lại cho cái cơ thể của chúng ta thêm rất nhiều những tế bào tốt. Tức là khi mà chúng ta nó sinh ra tế bào thì tế bào nó cũng sẽ chết đi và nó bổ sung tế bào để luôn luôn duy trì cho chúng ta cái thể trạng, cái cơ bắp tốt. Và nếu chẳng may chúng ta bị tổn thương ở khu vực nào thì chính khu vực đó sẽ được sinh ra những tế bào tốt và nó bật cho chúng ta một cái chế độ, đó là hàn gắn nội thương một cách tự nhiên, cực kỳ tuyệt vời. Và thứ ba là nó hỗ trợ chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể của chúng ta cực kỳ mạnh mẽ trước sự xâm lấn của virus, vi khuẩn hoặc là bệnh tật. Cho nên là cơ thể của chúng ta sẽ được bảo vệ một cách tốt đẹp hơn. Mình nói luôn là nó cực kỳ tốt, nó kéo dài tuổi thọ là vì thế. Những người bị bệnh nặng, ví dụ như ung thư, bệnh nhân ung thư thì phải xạ trị và hóa trị. Và khi xạ trị hóa trị thì nó tiêu diệt cả tế bào ung thư lẫn tế bào tốt. Nên những người bị xạ trị hóa trị xong thì thường là rất là gầy yếu. Đông trùng hạ thảo giúp chúng ta cả hai việc, một là đào thải hóa chất còn lại trong cơ thể ra. Thứ hai nữa là gì? Là tái sinh những tế bào tốt, giúp cơ thể khỏe hơn. Những người bị tiểu đường rất đơn giản. Đấy, thứ nhất là gì? Phải ổn định đường huyết, chống biến chứng của tiểu đường. Mà nếu không ổn định được thì nó đẩy chúng ta đến với những cái căn bệnh rất là nặng, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Cái này xin thưa với các bạn luôn là nó ổn định đường huyết cho chúng ta luôn, các bạn không phải lo lắng quá nhiều. Thứ hại nữa là gì? Những người mà bị tiểu đường thì ăn uống phải kiêng khem, dẫn đến thiếu chất. Thiếu chất sao mà khỏe được, đúng không? Và đông trùng hạ thảo giúp chúng ta bổ sung thêm dưỡng chất. Những người bị Covid đừng lo, bởi vì đông trùng hạ thảo giúp chúng ta xóa sạch dấu vết của Covid ra khỏi cơ thể, nhất là ở phổi. Cho nên vấn đề hậu Covid nó không phải là vấn đề lớn đâu. Mình cũng đã từng bị Covid rồi, cho nên là mình cũng đã phải sử dụng cái này. Bạn Yên Đặng có nói là nhìn mặt xấu quá em ơi. Vâng, em ngày hôm qua thật sự luôn là cũng đang bị ốm, cho nên là nhìn mặt nó không được tươi lắm. Ban kiểm soát là làm nhiệm vụ gì ở VFF anh Hải ơi? Ban kiểm soát chính là những người mà có những cái hoạt động, ví dụ như là kiểm phiếu này, đấy thì gọi là ban kiểm soát.
Hải Nguyên còn là huấn luyện viên đội tuyển nên nhờ sự mắt tay của Bầu Đức tìm rồi từ đó liên đoàn xúc tiến. Vì phải dành sự tôn trọng cho Bầu Đức, tôi tin Bầu Đức sẽ giới thiệu một huấn luyện viên tốt. Nói thẳng luôn là Bầu Đức bây giờ không còn nằm trong liên đoàn nữa, chứ là xét về mặt trách nhiệm thì Bầu Đức không phải có trách nhiệm với liên đoàn. Nhưng mà mình tin là nếu như Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở lời thì mình tin luôn là anh Đức sẽ rất là ok, đúng không ạ? Rất là sẵn sàng. Nhưng các bạn đặt mình vào vị trí của ban lãnh đạo mới của VFF đi, cũng có chủ tịch, cũng có phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, xong lại phải nhờ Bầu Đức thì như thế quả thật là cũng không hay lắm, đúng không? Chúng ta có thể yêu mến Bầu Đức nhưng mà chúng ta không nên dìm hàng những người khác. Ở Việt Nam thì mình đồng ý Bầu Đức là người rất là có tâm, rất là có tầm, cống hiến cho bóng đá Việt Nam rất nhiều. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì không chỉ có một mình Bầu Đức. Chúng ta nên rất là mình phải nói một câu cũng hơi nặng lời một tí, là chúng ta phải hết sức công bằng với những người đang thực sự làm việc. Văn Quyết có học huấn luyện viên chưa anh Hải ơi? Bạn, các bạn yên tâm là Văn Quyết chắc chắn sẽ trở thành một huấn luyện viên. Bạn Hoàng Anh Vũ Trần: em chào anh Hải, vợ chồng em ở Úc nhưng ngày nào cũng xem livestream của anh đôi lần, đều như vắt chanh. Đâu nhỉ? Nó lại chạy đi đâu mất rồi. Đợi anh tí nha, anh tìm lại cái đều như vắt chanh. Hầu hết là xem lại thôi để nắm được tình hình bóng đá trong nước. Ngày nào không xem anh là thấy thiếu thiếu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình bây giờ cuộc sống của mình nó bị rất là nhiều những thứ chi phối. Công việc của mình, công việc của mọi người nữa, thành ra là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể livestream được. Cảm ơn vợ chồng bạn, chúc vợ chồng bạn cũng như là các kiều bào ta đang sống ở nước ngoài luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc, và đặc biệt là luôn luôn phương trưởng, phát triển cả sự nghiệp của bản thân lẫn con cái. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đừng quên mang ngoại tệ về làm giàu cho Tổ quốc. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá, mình sẽ trả lời các bạn luôn. Bạn Hoa Mua Tím Garden của nó là: tôi nghĩ anh Hải có thể nắm một ghế ở VFF đấy. Nói chung là khó các bạn ạ. Mình thì nói thật luôn là còn rất là nhiều những anh em phóng viên rất là giỏi. Mình chưa bao giờ nghĩ là một ngày nào đấy mình sẽ được bầu chọn vào Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng mà cũng giống như biết bao nhiêu người khác, để được cống hiến cho Tổ quốc, mình luôn luôn sẵn sàng. Vũ Đạt rồi Hùng Thiên, các bạn có nói về Onana Sonsa rồi về Zidane. Xin thưa luôn với các bạn là không thể các bạn ạ. Vì lương của mấy cụ đấy thì toàn là mười mấy triệu thì rất là khó. Và kể cả là chúng ta có trả nhiều tiền bằng giời chăng nữa họ không đến đâu. Vì các bạn nhìn thấy những nước như Ả Rập, như là Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út, hay là những nền bóng đá tiền đè chết người như là Trung Quốc, họ có thuê được đâu. Những người này họ muốn làm đỉnh cao các bạn ạ. Long Đình, ông Dương Nghiệp Khôi làm tổng thư ký VFF. À anh, đúng rồi, cái này là thông tin chính thức rồi. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa thông tin chính thức. Các bạn ai chưa đăng ký, các bạn đăng ký cho mình nhá. Ai chưa like, các bạn like cho mình. Số lượng người xem đang rất đông, nhưng mà số lượng người đăng ký đang hơi ít. Rất là sorry mọi người, nhưng mà rất là mong mọi người sẽ ủng hộ mình. Bạn Hương Lê có nói là hôm qua xem VTV1 thấy Minh Hải xuất hiện bảnh dai quá, khả năng nói lưu loát lắm. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Cháu cũng không biết đó là chương trình gì luôn. À hình như là VTV24 đúng không ạ? Hình như cháu nói về bản quyền World Cup, nếu cháu nói không nhầm thì là như vậy. Các bác có câu hỏi gì các bác đặt ra cho em đi, em trả lời các bác luôn. Hôm nay thì xin phép các bác là em sẽ chỉ livestream đến 12h15 thôi. Công Thanh Nguyễn: nếu mời anh Hải làm phóng viên thể thao cho truyền thông liên đoàn, anh có nhận lời không? Chắc chắn là nhận lời. Nếu mình được mời làm bất cứ một phương diện gì, kể cả người phát ngôn của liên đoàn hoặc người phát ngôn của đội tuyển hay là gì đấy, là mình sẽ làm hết. Hoặc là nếu mà làm theo cái kiểu là chúng ta gọi là làm về truyền thông cho liên đoàn đi theo đội tuyển, mình cũng ok luôn. Bạn Anh Nguyễn có nói là không thấy anh Hải nhắc về Huỳnh Như. Huỳnh Như là bạn mới vào. Đấy. Khi các bạn mới vào, các bạn không nghe thấy thì các bạn đừng nói là mình không nói.
Bởi vì mình nói luôn là một trong những cái điểm nhấn quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam tuần vừa rồi, mình tin nó là hai bàn thắng của Huỳnh Như, và nó cũng là cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận của Huỳnh Như. Đấy là niềm tự hào không chỉ của Huỳnh Như, của bóng đá nữ, mà của tất cả chúng ta. Bạn Ngọc Trang, smartphone của nó là TikTok là con dao hai lưỡi. Em nghĩ anh nên cân nhắc đưa thông tin kẻo bị bọn loạn thông tin anh ạ. À, mình đưa thông tin mình đã rất cân nhắc rồi, không có gì mà phải loạn cả. Những cái thông tin mình đưa ra là có thông tin, có nguồn tin và có kiểm chứng. Thế là mình chia sẻ với các bạn thế thôi. Bọn mình là những phóng viên, bọn mình có hoạt động tác nghiệp, bọn mình có những mối quan hệ và bọn mình có khả năng kiểm tra thông tin. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, khi thông tin đưa ra thì mình sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng cho cái vấn đề đó. Kể cả thông tin liên quan đến thầy Park, các bạn biết là thông tin liên quan đến thầy Park được một đội bóng Thái Lan, thậm chí là lúc đấy chúng ta nói là đội tuyển quốc gia Thái Lan, đấy, mong muốn. Thậm chí là mình nói luôn là Bộ Công an cũng có gọi mình lên để làm rõ cái thông tin này, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng làm rõ được. Và mình cũng đã nhận được một cái chia sẻ, đó là thông tin anh đưa có thể là đúng nhưng mà nó bị sai thời điểm. Mình cũng chả hiểu thế nào là sai thời điểm. Với phóng viên thì có những cái thông tin gì mà mình thấy là nó hợp lý thì mình đưa lên, thế thôi. Đơn giản là như vậy. À, bạn Monali có nói là sao cứ phải về Việt Nam mới được thi đấu, nếu người ta đang thi đấu ở trình độ cao hơn như là Quang Vinh, Pedan thì cứ gọi mà. À không bạn ạ. Bạn hiểu sai ý mình rồi. Tức là những người mà đang ở châu Âu vẫn đang thi đấu tốt thì liên đoàn người ta phải mời thôi. Còn ở đây là khi về thi đấu cho các đội V-League hay hạng nhất thì đó là các câu lạc bộ mời. Thì chúng ta có phải chơi quả tổng lực không? Liên đoàn cũng mời mà các cổ động viên rồi các đội bóng cũng mời, thế có phải là tuyệt vời hơn không? Đúng không? Như thế thì nó tốt, chứ đây không phải nói là chúng ta bán cái hoàn toàn cho các câu lạc bộ. Anh Võ, anh hỏi chú nhiều chưa được trả lời nhưng ok, không vấn đề, anh rất thích chương trình của chú Hải. Tuy anh ít khi like nhưng theo dõi chương trình của chú suốt 3 năm. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều vì anh đã thấu hiểu cho em, anh đã đồng cảm cho em rất là nhiều. Cảm ơn anh. Tuyết Hoàng, chúc Minh Hải mình mạnh khỏe nhé. Đây đúng là cái câu mà mình đang mong muốn. Nói thật là ngày hôm qua bị cảm, không hiểu bị cảm vì cái gì. Hôm qua bị cảm rất là kinh khủng. Bạn Công Hoàn Nguyễn của nó là anh cho em hỏi là lúc trước anh bảo Quang Hải thu xếp được, không biết anh có sang Pháp làm với Quang Hải không? Các bạn yên tâm, nếu Pau FC cho phép tác nghiệp, Quang Hải đồng ý thì mình sẽ đi Pháp ngay. Và cũng cần phải xin visa nữa các bạn ạ. Xin visa nó không đơn giản các bạn nhé. Visa đi Pháp, đi các nước cũng không hề đơn giản đâu. Anh nhắc về Philip Nguyễn, mình chỉ nói về là Philip Nguyễn có cơ hội về thôi, giống như Jackson Quang Vinh Payton. Cái Philip Nguyễn đây nó là một cái danh từ, nó là một cái danh từ đại diện cho những cầu thủ Việt Kiều mà có nguồn gốc Việt Nam, thế thôi. Các bạn cứ yên tâm là hiện nay về sau mình sẽ trả lời các bạn. Về sau mình sẽ trả lời các bạn là tại sao trong khoảng thời gian này, là trong khoảng thời gian đầu tháng 11 này, mình lại bận rất nhiều việc. Thì có thể nó rơi vào khoảng tầm tháng 2 năm 2023 thì các bạn biết là tại sao bây giờ thời điểm này mình lại bận. Vì bọn mình đang có một kế hoạch rất là lớn. Thứ hai nữa là mình cũng đang rất là cố gắng để có thể có được bản quyền. Có được bản quyền của các trận đấu. Đấy, có thể là highlight, có thể là phát nguyên trận. Và mình cũng rất là mong có được bản quyền của V-League. Đấy, cái này là chia sẻ các bạn thế thôi. Bạn Thiện Thuật Phạm của nó là ban chấp hành này mình thấy ok đấy. Ngày hôm qua có nhiều bạn nói là Minh Hải có vẻ quan tâm, Minh Hải có vẻ tin tưởng đến cái ban lãnh đạo mới này nhỉ. Nhiều người còn nói là Minh Hải hình như là sợ ban lãnh đạo mới, cho nên toàn nói những điều tích cực về họ. Thì các bạn ơi, họ vừa mới trúng cử xong, chúng ta nên ủng hộ họ. Còn nếu họ làm không được thì cũng yên tâm là lên thớt như bình thường, đúng không ạ? Minh Hải khẳng định luôn, đây là những người mình rất là hiểu. Từ anh Xuân Vũ cho đến Trung Kiên, cho đến anh Trần Quốc Tuấn, cho đến anh Trần Anh Tú đều là những người mà chả có xa lạ gì với mình cả. Đấy, kể cả là các anh ở trong ban chấp hành thì cũng chả có ai là người xa lạ với mình hết. Đấy, không người này lên thì người kia lên, nhưng quan trọng
Các bạn nhìn thấy ban lãnh đạo mới về độ trẻ hóa đã được trẻ hóa rồi. Ở khóa trước thì trong tứ trụ người trẻ nhất là anh Cao Văn Chóng sinh năm 79 bằng tuổi mình. Nhưng năm nay đã có những người sinh năm 81 rồi. Thậm chí là các bạn cũng biết là có rất nhiều những người trẻ có mặt ở trong ban chấp hành. Và khi có những người trẻ ở trong ban chấp hành đó thì các bạn cũng hiểu luôn là họ sẽ mang lại cho chúng ta một cái làn gió mới. Nguyễn Xuân Vũ sinh năm 81, còn Trung Kiên sinh năm 83. Cho nên các bạn thấy là họ trẻ hơn, họ mãnh liệt hơn và họ cũng quyết đoán hơn, sẵn sàng đương đầu ra để chịu mọi áp lực. Thì mình nghĩ là cái này là cái quan trọng. Cho nên là đấy, ở ban chấp hành đợt này cũng có mấy người cũng là sinh năm cũng đầu 8. Đấy là anh Trần Huy Đức sinh năm 81. Thậm chí là người trẻ nhất sinh năm 87 là anh Trần Anh Minh của Phúc San Thái Sơn Bắc. Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta còn rất là nhiều những cái điều tốt đẹp ở phía trước. Họ mới nhậm chức thì chúng ta trước hết mình tin là cứ nên ủng hộ họ đã. Sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục xem họ làm được gì cho bóng đá Việt Nam. Lúc trước có một bạn hỏi về chiếc áo thì hôm nay chia sẻ với các bạn chiếc áo này luôn. Chiếc áo này chính là chiếc áo PK Fabric, chiếc áo mới nhất của Vinsanto. Áo này bình thường ra nếu đúng cái chất lượng như này, chất vải như này các bạn mua ở ngoài, mình nghĩ là nó không dưới 1 triệu đâu. Nó không dưới 1 triệu. Đấy, nhưng bây giờ thì các bạn đương nhiên rồi, Vinsanto luôn luôn giảm giá cho các bạn ở cái mức cực kỳ là thấp, thậm chí là giảm giá 50%. Một chiếc như này các bạn chỉ phải mua với giá là 450.000. Và nếu các bạn mà mua với số lượng lớn thì đương nhiên là các bạn sẽ được giảm. Có combo 3 chiếc, có combo 5 chiếc, có combo 7 chiếc. Combo 3 chiếc các bạn được giảm giá, đúng không ạ? Ngoài cái việc các bạn được giảm giá ra thì các bạn còn được tặng thêm một chiếc ví da bò. Combo 5 chiếc các bạn được tặng một cái dây lưng da bò trị giá đến 979.000. Và với combo 7 chiếc thì các bạn được tặng một cái ví da cá sấu xịn trị giá 1.598.000, rất là xịn. Đấy. Thế là các bạn cứ yên tâm là các bạn cứ sử dụng hàng hóa mà mình giới thiệu thì luôn luôn bên mình luôn luôn sẽ giảm giá cho các bạn và luôn luôn có quà. Các bạn thấy những chiếc áo này đẹp, các bạn muốn làm áo đồng phục cho đội nhóm, cho đội bóng, cho lớp, cho tất cả những cái gì các bạn muốn, công ty, cơ quan, các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 0889668822, 0889553366 hoặc các bạn vào vincento.vn. Mình khẳng định luôn với các bạn là các bạn được giảm giá kịch sàn. Khi các bạn mua 3 chiếc, 5 chiếc, 7 chiếc các bạn còn được tặng quà lớn như thế. Thì khi các bạn đặt hàng trăm chiếc, đương nhiên là các bạn sẽ được giảm giá rất mạnh, quà cực kỳ hậu luôn. Đấy, và chất lượng thì các bạn không phải bàn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nhìn cực kỳ tuyệt vời. Số điện thoại mình để trên logo nhé các bạn nhé. Các bạn nhắn Zalo đi cho đỡ tốn tiền. Bạn Đăng Ton Khoa có nói là mua ở đâu vậy chú Hải? Thì đấy, mình để số điện thoại trên logo đây, hoặc là ở đằng sau lưng mình đây, vào website. Các bạn cứ gọi mà xem, cực kỳ xịn, chiếc áo này rất là đa năng. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam 4 năm tới là ai vậy chú? Bạn Hậu Đậu. Hậu Đậu ơi, mình đã trả lời ở phía trước rồi, đó là anh Dương Nghiệp Khôi. Bạn đam mê sở thích, còn nói anh Hải đạt nút vàng thì có quà gì cho khán giả yêu mến kênh mình không anh? Đam mê sở thích thân mến là anh thì luôn luôn tâm niệm một điều là sẽ làm tốt nhất, và đấy là món quà ý nghĩa nhất mà anh tặng đến mọi người. Đấy cũng là để trả cái ơn tri ngộ của mọi người. Chứ còn bây giờ tặng quà thì cũng chả biết tặng quà gì. Tặng quà người lại được nhận, người không được nhận. Cuối cùng thì hóa ra lại không hay. Thôi xin phép các bạn, mình sẽ cố gắng cống hiến cho các bạn. Thế là được rồi. Hậu Đậu, tại cháu không xem từ đầu. Ok Hậu Đậu. Chào anh Hải, em vào trễ. Chúc anh nhiều sức khỏe. Anh cho em hỏi, chân chấn thương của Quỳnh Như sao rồi anh? Cảm ơn em. Các bạn ơi, các bạn đã đánh tên sai nhiều lắm. Không phải là Quỳnh Như mà là Huỳnh. Huỳnh Như nhé. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra đi. Nếu có một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam là nữ thì tốt Minh Hải nhỉ? Nói chung là bóng đá mà nữ thì hơi khó. Nữ thì hơi khó, thật sự. Vì bóng đá nó cần lăn lộn. Cho nên là bóng đá nữ thì hơi khó thật sự. Còn tất nhiên là chúng ta không phân biệt giới tính rồi.
Bạn Hùng Đỗ cũng là chủ tịch với tổng thư ký, ai có quyền hơn? Đương nhiên chủ tịch phải có quyền hơn chứ. Bạn Quốc Hùng Phan còn nói anh nợ người hâm mộ một lời hứa là mua bản quyền truyền hình phục vụ cho khán giả đó anh. Nếu mà em suy nghĩ một cách chuẩn và em nghe những cái câu nói của anh, em hiểu đúng ý của anh thì thực sự là đừng nói là nợ. Anh chưa bao giờ coi đấy là một lời hứa và anh coi đấy là một trong những cái điều mà mình bắt buộc mình phải làm. Anh chỉ hứa với bản thân mình là luôn luôn cố gắng thôi. Chứ còn các bạn biết rồi, cái việc mua bản quyền nó có đơn giản đâu. Nó không đơn giản một tí nào. Next Media cuối cùng còn thua nữa là đừng nói là Minh Hải nhỏ nhoi. Mình sẽ cố gắng làm sao đấy. Ở đây là gọi là vừa mua vừa xin thôi. Chứ còn để mà có được bản quyền thì nó không hề đơn giản. Số lượng người xem của chúng ta đang rất đông nhưng mà số lượng người like thì đang rất ít. Các bạn ơi, các bạn có thể like hộ mình được không? Ai chưa đăng ký, các bạn đăng ký hộ mình nhá. À, bạn Tiến Ngô nói là anh thử hợp tác với nhà tài trợ thử xem. Bây giờ vấn đề là mình phải xem bên kia họ cần gì đã. Các bạn cứ yên tâm là mình sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng là AFF Cup này chúng ta cũng đã có bản quyền rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin phép ngừng luồng livestream ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn những ngày rất là vui. Và chúng ta sẽ hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của chúng ta và cho cộng đồng. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin phép kính chào, tạm biệt.